Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thành công ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ 13 năm 2021. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh và đoàn viên thanh niên một số cơ quan trường học đã tích cực đến tham gia hiến máu cứu người. Tư tưởng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phẩm chất cách mạng. Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 13 năm nay tại Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh và một số cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị như Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tham gia. Sau lễ phát động trong một buổi, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu. Số máu này sẽ được Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Đắk Lắk bổ sung vào Ngân hàng Máu Dự trữ để góp phần tiếp cứu chữa cho nhiều bệnh nhân nặng đang điều trị, cấp cứu hàng ngày tại các bệnh viện. Hiến máu tình nguyện là hành động cao đẹp, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng. Việc làm nhân văn này trong những năm qua luôn được cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk, nhất là các đoàn viên thanh niên, tích cực hưởng ứng. Trong đó có hàng trăm cán bộ chiến sĩ, nhất là ở câu lạc bộ Giọt Hồng của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, đã tình nguyện hiến máu rất nhiều lần.